Hi, xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm về một vị tướng, đó chính là Genfit ha. Ok, và đây là trận đấu răng như là cuối mùa rồi đó. Thì sau trận này là mình sẽ không đánh răng nữa, thì ngày mai nó sẽ reset răng ha. Hiện tại thì mình đang là cầu thủ 10 sao rồi, mà đánh thêm trận này nữa thì có thể mùa sau này mình sẽ rớt xuống kim cương 1 á. Mình nghĩ mình nhớ là vậy, kim cương 1. Ok, và team mình đã cấm con Alistair và con Điêu Thiện. Team bạn thì cấm Murat và con Zip ha. Ok, team mình đã lựa chọn đó chính là Isa này đi chụp bọt hay là đi mid đây. Team bạn thì bích ngay cho mình đó là con Zeal đi rừng và con Guido. Team mình F4 đã nói là F4 xin đi mid và kêu F1 đi support. Rồi, anh niên này chắc bích rát quá. Rồi, xong luôn. Các bạn thấy đó, F2 đã bắt đầu chửi rồi đó. Bạn Teonat đã nóng tính quá, bắt đầu mới vô bạn gáy sớm quá rồi đó, chửi nhau sớm rồi. Team bạn thì bích cho mình con Slim, Zil, Zuka và Guido. Ok, mình sẽ bắt em phép đi rừng vậy. Phép đi rừng. Để coi hình niên Tara. Ok, hình niên Tara kia. Không biết là hình niên Tara này tranh rừng với mình hay là sao đây. Một là hình niên Tara này support, hai là hình niên Tara này đi rừng. Mà nếu hình niên này chọn đi rừng thì có nghĩa là trẻ trâu và dành là không muốn support, không muốn đi support hay là đi top dành. Mình nghĩ là ta ra đi top đi, nghĩ ta ra cầm chân trị đi top vững mạnh nha. Ok, đây là phù hiệu mà mình sử dụng phù hiệu đấy đó, bùi ngọc của mình luôn đấy. Bùi ngọc của mình thì mình ghi là xuyên giáp ha, giáp với chí mạng đấy. Các bạn yên tâm đi, mình sẽ để build đồ, build ngọc và phù hiệu ở dưới phần mô tả hoặc là ở dưới bình luận của mình, ghi bình luận cho các bạn có thể vào đó các bạn xem. Ok, điểm như vậy, điểm danh sơ qua đội hình của mình. Team mình gồm có Isa này, Rat này, Teonat này, mình Genfit này và Tara. Team mình thì có ba cái chuyển sinh, team bạn thì có bốn cái chuyển sinh, và team bạn gồm có Slim, Guido, Zuka, Zil, đi rừng, mệnh gà. Ok, thì Tara mình sẽ đối đầu với lại Tara của mình sẽ đối đầu với lại con Zuka ha. AD Teonat mình và Isa sẽ đối đầu với Slim và Kidu. Mid mình sẽ đối đầu với Mamanga và mình sẽ đối đầu với Slim. Mình đối đầu với Zil chứ, nhưng Zil và team chưa bạn đi rồi. Ok, để bắt đầu thì mình sẽ ăn màu xanh trước, và sau đó mình xuống rồng rành luôn, ăn đỏ ngần rành luôn. Các bạn chơi con nào mà xài mana thì các bạn nên ăn cái bùa xanh trước ha. Đấy, mình nâng chiêu 1 trước. Ok, đang có một sự gọi là cướp bùa đến từ Tara, không biết Tara có cướp được hay không. Tara có cầm chừng chị mà. Để mình farm một tí đã. Trời ơi, hình niên đã ra chết rồi. Mơ vô, không biết có cướp bù được hay không mà chết rồi. Nạn thế. Không sao đâu mọi người, mấy mạng đầu tiên này không có nhầm nhò gì đâu. Đi xa thì mình đang chết bùa xanh bên kia kìa, đang ăn luôn hay gì đấy. Bị giờ mình ra phát hiện rồi. Rồi không, cuối cùng là coi như là đi vào bánh co cho vui thôi chứ không làm được gì hết. Ok, tiếp tục, mình sắp lên level 4 rồi. Mình farm xong con quá nha, con này còn lại nữa là mình sẽ ấy nè. Lên xem luôn. Ok, mình sẽ mua một đôi giày kiên cường ha. Đấy. Ok, tiếp tục với trận đấu. Rat đã trượt chúng một Slim rồi. Cái pha này mình sẽ giữ chữ cuối lần ha mọi người, để mình đi vào mid cái đã. Guido nó farm này. Guido nó đẩy chủ sớm quá.
đâu ơi, chạy rồi, thanh niên đi đâu chạy rồi. Mình cũng không giết nó đâu, máu nó còn nhiều lắm, giết nó giờ giết nó cũng chết rồi. Cái này là nó tự đi lại này, đi. Cái này là nó tự đi lại này. Rũ đam hay không đây, không biết mình rũ đam giết nó hay không đây, nó bay vào tường rồi. Không có giết nó đâu. Nó còn tục biến nữa hay gì đây, anh nhớ nó cầm cái gì ta, à, nó hình như nó cầm tục biến. Nó vẫn còn rách, nấp hoài mà nội ơi. Hay quá. Ý pha này mình combo ngáo rồi. Rồi rút cục là đã chết đâu. Gat hay hay ta. Gat trước khi chết phải lôi động nhiều đi theo. Rồi là chết chùm mấy bạn. Chết chùm cho vui. Ok. Cái thanh niên ghi đu mày đánh mình đâu có xi nhê đâu các bạn. Tại vì tiệm mạng có ghi đu á, cho nên mình sẽ lên dạng kiên cường khá sớm mà. Sau đó mình sẽ quay lại đồ đi rừng đó. Mình lên thường lòng trước cũng được, mình sẽ lên thường lòng trước. Tại vì cái đồ đi rừng các bạn tích quá nội tại ngay cái chỗ số 8, ngay cái chỗ mà dưới kiếm chi hột mình cái đồ đi rừng á, đao chi hột đi rừng á, tới 20 thì các bạn nâng cấp lên level 3, lúc đó sẽ lên được 30 điểm để tích nó điểm tích nội tại của cái này. Đây đều pha giao tranh nhẹ ở đây. Và bây giờ là một thành viên bên đây đánh hai đánh mấy thành viên bên kia đây. Rồi thanh niên rát đã bộc phá rồi, thanh niên rát làm biến đá quá về để bộc phá cho lẹ nữa. thật ra là chơi rát các bạn nên cầm tốc biến ha. Cầm tốc biến thì nó sẽ đột biến hơn là cầm anh mộng dược in ti nè đó. Các bạn thấy cái pha đó là mình canh con dương dược in ti xong mình bút cái chiêu cuối liền. Cái chiêu cuối của mình sẽ bị hất tung con siêu lên. Cái nữa là chiêu cuối đùng. Ê, nó đang dí con dí con tèo dí được hay không. Chỗ rồi, chết rồi, Yuka chết rồi. Đấy, cuối cùng mình cũng dí nó chết được. Cái này nên người ta gọi là thằng làm thằng hưởng nè các bạn. AD bắn Yuka chạy sức vườn luôn mà mình lấy mình chọt một cái mình nó chết luôn. Đúng là con dép phi này, con phi dép này, chứ còn phi dép cái là chết nè. Ok, trận đấu tiếp tục diễn ra. Và bây giờ đã là bước sang thứ tư rồi. Cái team mình đang được 6 mạng. Team mạng được 4 mạng và mình đang được 1 mạng mà hỗ trợ 1 mạng ha. Chưa có gì gọi là lớn lâu lắm. Nhưng mà team bạn thì sẽ bị thua thiệt ở một chỗ, đó chính là mất một cái trụ ở đường rộng rồi. Và một cái trụ ở đường mid nữa. Vậy thì team mình sẽ dễ dàng đánh hơn. Này, bắt đầu nó dùng đam tara này, mình sẽ vô anti nè, đúng hất tung rồi. Mình cho con Yuka chạy đi, tại vì con Yuka nó còn mấy chiêu lướt nữa, mình dí nó cũng được lợi gì đâu, mình giết con này trước đó. Yuka cũng quay lại, Yuka quay lại là chết chắc luôn đấy. Slim lại cứu không kịp, mình trâu lắm. Slim bắn như gãi gì đó, bắn như gãi ngứa gì đó đấy. Ok, và bây giờ team mình đã gọi là hội đồng Slim trên đây rồi. đang có một vụ để chơi BD nhẹ trên đây. Này đó là con diêu nó bắt con rat, bắt con teo nát chứ. Diêu nó bụi. Ôi, bởi vì nó bắt mình là nó sai lầm rồi. Đúng rồi, xong luôn, sắp cỏ luôn. Chạy. Cơ mà mình ra đang tích, nó tích nội tại vô mình rồi. 3 điểm rồi, mình phải chạy thôi nữa. Ôi, rat chết rồi. Chết rồi. Ok, mình sắp lên được cái Hương Long rồi. Hay quá, bên kia thì Isa đã gọi là đẩy chủ lén rồi, bên kia thành công một cái rồi. Ok, về vấn đề tiếp tục này thì mình tiếp tục đi farm một vòng rừng thôi. Ok, Yuka đang dí Isa rồi, Diêu giết được Isa rồi. Ok, và tiếp tục farm này mình sẽ giam mít cái đã, để dọn quái cái đã. Đúng lũng đất rồi, không có lũng đất ta. Ok, đang có một vụ đánh lộn ở trên chợn kìa. Tay ra với đợi teo nát đang ở chợn kìa mà không có lên kịp. Nhưng mà bây giờ mình sẽ lên để coi mình cứu được ai không. Ủa, đông quá, tem nó đông quá, nó đang tem nó đang đánh hội đồng tem mình kìa. Nhưng mà sai rồi các bạn, tem mình đang đánh hội đồng tem nó đó. Nó chạy hết rồi kìa, chọt một cái nữa. Hay quá, mình đã 5 mạng rồi, double kill dành cho mình. Ok, đúng. Cơ mờ bên ga này chân ngắn mà chả lẹ dữ bay. Ok.
ok, mình phải farm quái núp ở đây chờ rồi nè 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 đi nè nè để mình ăn con quái con bùa đỏ này cái đó. Ok nè nè canh Slim nè. Ồ Slim biết mình đang ở đây đó, nó phóng đại đó, không có trúng đâu, không có trúng đâu mà phóng. Mày pha này đứng đây lâu quá cũng không làm được gì nè. Ồ nó không trúng rồi đây, nó biết mình, nó biết mình vẫn còn ở đây đó. Thôi mình đi farm tiếp, không có rảnh đâu mà em đứng đây nó hoài. Ok tiếp theo, đồ tiếp theo là mình sẽ lên có nó trên lại món áo trộm băng giá ha. Thực ra thì mình lên áo trộm băng giá này để chống chống bị sốc đam, sốc đam thôi. Thực ra con Yenfit nó cũng trâu lắm, nó cũng khó sốc đam lắm. Nhưng mà mình lên áo trộm băng giá để đánh làm chậm cho nó. Này này này, pha này nè. Đấy các bạn thấy không? Đó mình canh con Zeal mà anti hết xong rồi là mình chơi chưa cuối cái là nó hất tung nó lên cái nữa là tem mình dùng đam vô là nó chết liền à. Bởi vậy con Zeal mà các bạn chơi mà các bạn không dùng đam được chết ai thì các bạn sẽ bị chết đấy. Đấy giống như pha này nói thấy không, con gì đồ bốc hơi ngay lập tức thấy không, tem mình tới 4 người ở đây lần. Ok và tem mình đang tập trung ở mid nè, đang ở khu vực mid này thì còn mình thấy con Zeal rồi đó, thấy con Zeal trong kia rồi đấy. Núp nè, nó anti mà nè, nhưng mà mình trâu lắm các bạn ơi, trâu lắm, trâu đúng chết rồi. Đấy mình xanh quá các bạn ơi, mình đã 802 rồi. Tay mình ăn AT mình ăn được 15 mạng rồi. Ok, mình đã lên ở trận không bằng giá thành công. Tiếp theo mình sẽ lên cái bộ tay ha, găng tay mà bút giáp đó ảo đấy. Ơi ngon Yuka giết chết con rat rồi. Tem mình đang đẻ AD đang lẻ lẻ trên đường mid này. Chạy mờ mờ. Gì vậy? Nó chửi ai vậy? Rat nó chửi ai vậy? Ok mình xuống đây. Lượm con rồng này cho tem cái đó. Đây con rồng nó thả hơi ra để mình vô mình chọt một cái này. Đấy. Mình kéo con rồng nha. Các bạn nhớ cái mẹo này nha, khi các bạn ăn rồng á thì các bạn nên kéo con rồng ra đây nè, chứ bạn cứ đừng cho bạn các bạn đừng có ăn con rồng ở trong đó. Bạn ăn trong đó thì có thể bị cướp này hay là gì đấy. Đi chợ cái con chim này nó không chết trời, còn tí máu. Ok. Sắp bước sang phút thứ 10 rồi các bạn nè. Bây giờ mình đã cấp 14 rồi. Điểm nội tại của cái kia đâu cho hồn mình bây giờ đã 26 rồi. Ê, nó dí mình kìa. Trời gì ghê vậy, đông vậy, ba đứa dí mình lần ý, không có trúng cái lao dí game fit mà đang xanh như thế này là các bạn sai lầm nha các bạn. Sai lầm nha, tìm bạn sai lầm ở đó, dí mình là sai lầm ở đấy, đang xanh lắm đó nha. Rồi nó anti vô con rat nè, anti vô con rat này chết này. Sao mình thấy mình làm việc nhẹ nhàng và đơn giản quá ta, cứ để cho team đánh xong rồi lại mình chọc cái là lấy mạng. Ok các bạn, bây giờ mình con sẽ đi đường để đẩy mid nè, có rồng rồi, mình chuẩn bị cái đùng rồi nè, nè đùng mà chuẩn bị vô nè, có ai không, không ai hết, Tara cầm ở combat ấy rồi, bây giờ mình phải chờ Tara mà combat mới được, chứ mình mà lau vô mà không ai lau vô hết thì này. Đây giống như con rat này không, đâu có cần đỡ đúng đấy, mình nó hấp tung được đi đu rồi nè, cái đầu xanh nó chơi cái chiêu gặn của nó. Đây Yuka rồi, chắc có lẽ là clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Ok và nếu các bạn thấy video này hay, để lại cho bạn những kinh nghiệm những kinh nghiệm mà các bạn có thể áp dụng vào trận đấu của các bạn, thì các bạn hãy thứ nhất là các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình. Thứ hai các bạn có thể like để ủng hộ mình. Thứ ba là các bạn hãy share cho những người bạn mà các bạn cùng cơ liên quân để các bạn nâng cao trình độ của bạn lên. Và các bạn muốn mình làm vị tướng nào hoặc là ký ý kiến đóng góp gì thì các bạn cứ comment ở dưới video này thì mình sẽ để mình thì mình sẽ nhìn và xem và mình sẽ rút kinh nghiệm để lần sau làm những video tốt hơn ha. Ok các bạn cứ muốn mà có muốn mình đánh con nào thì vị tướng nào thì các bạn cứ comment dưới thì mình sẽ cố gắng làm tiếp trong thời gian sớm nhất ha. Ok thì sau này thì mình không hứa chắc là mình sẽ clip đều đặn, nhưng mà
nhưng mà mỗi một tuần thì mình sẽ ra ít nhất là 3 clip nữa mọi người. Ok rồi, mình 11 sao rồi, hình như là mình nhớ là mình còn cái thẻ, cái thẻ MVP thắng á, để mình coi thử cái còn hay không cái đó. Đấy còn này, MVP thắng này. Ok, 12 sao. Vậy là mùa sau thì mình sẽ rớt xuống kim cương 1. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này ha. Bye.